chị đừng có xô vô cái bảng kia cái chân nó bị dính á. Cái bảng nó độc quyền của họ á chị. Chị quay YouTube đúng không? Quay tí rồi chị dính bản quyền luôn đó. Anh là tí nó nằm ngửa á. Mình ở trên cái chỗ nhà hàng rồi cái ở dưới là khu vui chơi đó, đẹp hơn là mình live tiếp cho mọi người đó. Giờ mới đi chữa lành. Đây là anh Đạt tài xế của chị Bích Trâm. Chị Bích cái này nó điểm mát chứ nữa đẹp ha. Cái này nó nắng quá không có dù. Ví dụ người ta tắm lên ta nằm nghỉ mát mát chứ. Anh Dương kia nằm ngủ khỏe hơn, mát hơn. Chị Hồng Loan kìa. Tướng chị nhìn chị Ni thì đang ngồi bấm điện thoại. Đây cô chú anh chị. Đây là khu du lịch Sơn Tiên hay mọi người. Mấy trăm ngàn một vé đó cô chú. Buôn bôn kìa. Ủa của Ken đâu? Ken đi đâu rồi? Ủa của Ken đi đâu rồi? Ken đi anh Hải rồi hả? Ở dưới là gạch nha mọi người. Đây là biển nhân tạo nha cô chú anh chị. Độ sâu 0,5m, bên phía trong là độ sâu 1m. Đó. Còn vô trong còn sâu nha cả nhà. Vô trong là cao độ sâu 1m nha cả nhà. Đây cả nhà. Đó, em review trong du lịch khu du lịch này nha cả nhà mình vô. Giờ họ mua một cái vé là 450.000 một người lớn nha cả nhà. Đó. Rất nhiều những cái trò chơi rất là thú vị cô chú anh chị. Đó, ăn uống nhậu nhẹt, nghỉ ngơi.
rất là hoành tráng luôn. Ở địa phận Đồng Nai nha các mọi người, đây là biển nhân tạo nè. Đó, nước tạt vào đây mọi người, đây có miếng bóng dừa đó mọi người. Khi mình mua vào trong mình vô cổng á, 400.000, 450.000 một vé cả nhà. Đó cô chú anh chị à, dạ anh chị đang ngồi bên kia à, để chuẩn bị vào bên trong. Đó cả nhà. Đi tiếng nhạc rất là nhiều là to à, em cũng nói bự xí để cho nó lắp bớt tiếng nhạc à, cô chú anh chị. Rất là nắng luôn nha mọi người, nắng kinh lắm. Đây là cát nha, cát biển người ta tạo ra, ấy nha, cát biển và sông suối biển đó, cát này cả nhà ta cát không đó, cát này, cái này là cái vỉa hè, còn bên đây là biển nhân tạo cả nhà đã thấy rồi đó. Nói chung thì bọn em đi hoài nén hoài, bọn em có sợ nắng của chú anh chị ơi đó. Đó cô chú anh chị thấy không, đây là bờ biển tạo thành một cái, bên kia là biển nhân tạo, đây là bờ cát đó. Đây những cây dừa quán bắc nghỉ ngơi. Nói chung là các công viên này cũng trong quá trình hoàn thiện cả nhà, cái nào hoàn thiện trước thì bên bên khu giải trí người ta sẽ tiếp tục mở bán trước mở cổng đó còn nhà. Đó, những cây dừa nè, những khu vui chơi rất là thú vị luôn. Cuối tuần mình dễ chết đến đây thì rất là tuyệt vời nha mọi người. Đó, bờ biển dòng các dọc từ ra qua bên này và vòng bên kia đó mọi người, công phu rất là nhiều nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào cũng đã đi rồi thì cả nhà mình cũng đã biết khu du lịch của Sơn Tiên là nằm ở đâu ha. Đó, khi mình bước áo vào cổng mình đi xe vào cả nhà, thì mình gửi xe vào đó thì nó chuyển nó vô trong này. Ừ, mình vô trong này có cái cổng mấy cái cây trụ đó, mấy người thấy cả nhà mình thấy đẹp không? Có bức tượng đó là khăn trang đó mọi người. Nói chung là cái tấm này của chú ở trên này người ta làm nó bị chói ánh nắng cả nhà, nó bị mờ hơn xíu nữa là theo em nghĩ như thế, mờ hơn xíu là ví dụ như mình ngồi nghỉ ngơi nó không có chúa chói mắt cả nhà, không có chói mắt được. Rồi những cái cây, cây này là cây nó là bằng bê tông đó cô chú anh chị, mới nhìn những cây gỗ ấy cả nhà. Đó, đẹp không, quá đẹp luôn các mọi người. À thôi em review sơ thôi, còn cái những cái khác nữa em sẽ review cho cả nhà mình xem.